Nằm sâu trong một con đường nhỏ của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trường chuyên biệt Bình An là nơi chăm sóc, nuôi dạy các trẻ em bị mắc bệnh tự kỷ. Tuy mới thành lập hơn một năm, nhưng trường đã được nhiều phụ huynh biết đến và đưa con đến học. Có em ở rất xa, tận Hà Tĩnh, cũng được ba mẹ cho vào trường để các thầy cô chăm sóc. Tại vì ở mình dạy theo hai hình thức, hình thức nhóm lớp và hình thức cá nhân. Ở hình thức cá nhân thì mình sẽ tập trung cho bé dạy những kỹ năng cần thiết, sau đó bé sẽ ứng dụng những cái kỹ năng đó vào trong nhóm lớp, thì bé sẽ từ những kỹ năng được học bé ứng dụng ở nhóm lớp, và đặc biệt là bé sẽ ứng dụng với kỹ năng tương tác. Nói là dạy học, nhưng thật ra việc giáo dục trẻ tự kỷ không phải chỉ là dạy chữ, mà đó là một quá trình đầy chông gai, thử thách và hết sức phức tạp. Bởi lẽ, tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường là trước 3 tuổi. Người mắc chứng tự kỷ không có giao tiếp, tương tác xã hội với những người khác, và do vậy sự phát triển mọi mặt về tâm lý, xã hội đều rất hạn chế. Những đứa trẻ sinh đôi cùng trứng nó có nguy cơ cao hơn là những đứa trẻ sinh đôi khác trứng. Và những đứa trẻ mà sinh trong một cái gia đình có anh chị em bị bệnh tự kỷ thì nguy cơ cũng cao hơn những đứa trẻ trong những gia đình mà không có những anh em bị bệnh tự kỷ. Và nguyên nhân thứ hai nữa là nguyên nhân về môi trường. Nhiều em khi mới được đưa đến trường khóc la gần cả tháng trời, không cho ai đụng vào. Các cô giáo phải dùng những phương pháp chuyên biệt để tiếp cận các em. Dạy cho trẻ tự kỷ là để các em biết tự sinh hoạt cá nhân, kiềm chế sự tăng động và giúp các em chấp nhận giao tiếp với thế giới xung quanh. Tất cả các trang thiết bị trong trường đều được thiết kế từ kinh nghiệm chăm sóc thực tiễn, cũng như từ những nghiên cứu trên thế giới, đặc biệt dùng để đánh thức và nối kết năm giác quan của trẻ tự kỷ. Cái nhóm lớp thì tùy theo mỗi lớp, tại ở đây là mỗi lớp nó có một cái trình độ khác nhau, thì tùy theo đó mình thiết kế dựa trên cái phù hợp, nó phù hợp với cái khả năng và cái tuổi trí tuệ của bé. Ngoài ra, trường còn kết hợp với các tổ chức xã hội, thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi tình nguyện. Nụ cười và sự tuyên dương là điều rất cần thiết để các bé có động lực, góp phần quan trọng trong sự tiến bộ của trẻ. Thay vì ngày xưa lúc mà bé vào trường thì bé chỉ chơi một mình bé thôi, thì đến giai đoạn này thì bé bắt đầu biết tương tác với bạn như thế nào. Đặc biệt là hai cái lớp lớn, lớp 2 và lớp 3, thì bé bắt đầu bé tương tác với bạn, và thứ hai là về nhà bé cũng chủ động hơn và được nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh. Bệnh tự kỷ đang trở thành một mối lo mới của xã hội, nhất là với xã hội phát triển. Tại Việt Nam, từ năm 2000 đến nay, trẻ tự kỷ xuất hiện ngày càng đông. Do vậy, ngoài sự quan tâm chăm sóc của gia đình, sự cảm thông của xã hội, thì điều tốt nhất nên làm đó là nhanh chóng đưa trẻ đến một môi trường giáo dục chuyên biệt như trường chuyên biệt Bình An, để trẻ có thể được chăm sóc một cách khoa học, giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.